Nokia vừa đệ đơn kiện Apple vi phạm 32 bằng sáng chế. Vụ kiện này đã làm sống lại cuộc chiến bằng sáng chế giữa các hãng điện thoại di động, cũng như làm sống lại nỗ lực của hãng điện thoại tưởng chừng như đã mất dấu trên thị trường là Nokia. Hôm 21 tháng 12, đại diện Nokia cho biết đã nộp đơn kiện lên các tòa án Düsseldorf, Mannheim, Munich ở Đức và tòa án quận Đông Texas ở Mỹ. Nokia cáo buộc Apple vi phạm 32 bằng sáng chế liên quan đến màn hình, giao diện tương tác người dùng, phần mềm, anten, chip và bộ chuyển mã video. Trước đó một ngày, thì Apple đã đệ đơn kiện ngược hãng công nghệ Acacia và Conversion, cáo buộc hai hãng này thông đồng với Nokia để tống tiền Apple. Các hãng công nghệ nhỏ đứng sau các bằng sáng chế này và cả phía Nokia đều hiện chưa có bình luận chính thức. Đơn kiện qua lại giữa Nokia và Apple làm sống lại cuộc chiến bằng sáng chế nổ ra cách đây 5 năm khi Apple liên tiếp kiện Samsung, dẫn đến những vụ phạt tiền tố tụng cho cả hai bên. Về phía Nokia thì hãng này từng chiếm ngôi đầu trên thị trường điện thoại di động, nhưng dần tỏ ra đuối sức trong cuộc cạnh tranh với iPhone của Apple, lần đầu xuất hiện năm 2007. Hai năm trước, Nokia đã bán mạng điện thoại di động cho Microsoft và chỉ còn sản xuất thiết bị kết nối mạng cùng với một danh mục các bằng sáng chế công nghệ. Nhưng đến năm nay thì Microsoft lại tiếp tục bán mạng điện thoại của Nokia cho một công ty mới có tên là HMD Global. HMD Global sẽ sở hữu thương hiệu Nokia trong 10 năm, tuyên bố sẽ tiếp tục sản xuất điện thoại phổ thông cột mác Nokia và sẽ đưa Nokia tái xuất thị trường smartphone vào năm sau.